Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã khai mạc triển lãm ảnh ký sự ngoại giao của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là bộ ảnh quan trọng được coi là sử liệu về thành tựu ngoại giao của Việt Nam trong giai đoạn nói trên. Triển lãm mang tên Vị thế Việt Nam khai mạc vào ngày 10 tháng 8 vừa qua tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Long An. Triển lãm trưng bày những bức ảnh trong tập sách cùng tên Vị thế Việt Nam, nêu bật quá trình công tác đối ngoại ở nước ngoài của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong nhiệm kỳ 5 năm 2011-2016. Sách dày 450 trang in song ngữ Việt Anh do tác giả nhà báo nhiếp ảnh gia Giảng Thanh Sơn thực hiện. Tập sách được xem như một sử liệu góp phần vào thành tựu ngoại giao của Việt Nam trong thập niên đầu của thế kỷ 21. Cuộc triển lãm trưng bày 250 tác phẩm ảnh báo chí với nội dung trên, trong đó có màn ảnh của tác giả lần đầu tiên công bố về sự trân trọng cũng như tình cảm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành cho quê hương Long An trong nhiệm kỳ. Triển lãm kéo dài đến ngày 16 tháng 8.